Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi tại sao phải tổ chức sự kiện. Như các bạn đã biết thì khi mà một sản phẩm, một công ty, một tập đoàn hay một tổ chức họ muốn tạo cái sự kết nối giữa sản phẩm hay là cái văn hóa của tổ chức với công chúng hay là với khách hàng mục tiêu thì họ sẽ tổ chức sự kiện. Cũng như khi mà họ muốn tạo ra được một cái hiện tượng để dựa trên đó làm truyền thông, họ cũng sẽ tổ chức sự kiện. Như các bạn đã biết, nếu nhìn từ góc độ marketing thì chúng ta sẽ thấy hiện nay là marketing IMC là Integrated Marketing Communication, là marketing truyền thông tích hợp, tức là tích hợp tất cả các phương tiện truyền thông tại một thời điểm để tạo nên một cái sự tác động mạnh mẽ vào nhận thức, thái độ và hành vi của khách hàng để kêu gọi khách hàng mua hàng. Trước đây thì marketing tập trung vào các cái công cụ riêng lẻ, nhưng hiện nay thì tập trung một cách tổng thể cả ba phương diện là above the line, below the line và digital. Như các bạn đã biết thì above the line là các cái phương tiện mang tính gián tiếp, một chiều và khó đo đếm được. Ví dụ như chúng ta phát trên truyền hình, trên phát thanh, trên báo internet và báo giấy, thì những cái phương tiện đó và OOH, tức là các cái billboard, các cái phương tiện mà nhìn thấy để tạo nên cái nhận thức cho khách hàng, để giáo dục cho khách hàng về cái đặc tính, tính cách của sản phẩm, của thương hiệu, hay là những cái nhận thức về sản phẩm thương hiệu, nhưng khách hàng chưa sờ được, chưa nếm được, chưa chạm vào được, chưa thấy được. Vậy để mà cho khách hàng thấy được, nhìn thấy được, trao đổi được, chạm được, nhìn thấy được, cầm lấy được cái sản phẩm thì người ta sẽ làm các cái hoạt động tổ chức sự kiện. Sau khi mà tạo được cái nhận thức cũng như là cái sự chú ý nhắc nhớ cho khách hàng về sản phẩm, về thương hiệu, thì muốn bán được thì chúng ta phải làm cho họ nhìn thấy, phải cho họ sờ thấy, chạm thấy, cảm thấy, tức là nói chung tác động đến năm giác quan một cách trực tiếp, hai chiều, và họ có thể phản hồi được, thì chúng ta gọi là các cái hoạt động below the line. Những cái hoạt động below the line là tạo cho khách hàng cái sự hứng thú muốn mua hàng, được thấy một phần của mình trong cái sản phẩm và có cái động lực để mua hàng. Đó. Và hiện nay thêm một cái công cụ nữa, đó là các công cụ về digital. Thì tất cả các bạn đã biết là digital là bây giờ là nó có tính cá nhân hóa, nó có tính len lỏi về mọi cái ngóc ngách của cuộc sống. Chính vì vậy mà các cái hoạt động quảng cáo marketing digital đang phát triển cực mạnh. Đó. Nhưng mà chúng ta vẫn nhìn thấy là tổ chức sự kiện ngày càng phát triển và phải được sử dụng nhiều hơn. Vì sao? Theo các bạn đã biết, ví dụ như là chiếu trên truyền hình, trên TV, thì chúng ta nghe, chúng ta nhìn thấy, chúng ta hiểu, nhưng chúng ta không có tương tác được, chúng ta không có chạm được, sờ được. Thành ra chúng ta phải có một cái sự kiện để chúng ta thấy được sản phẩm hay là thấy được tính cách sản phẩm. Nói chung hơn đó là cảm thấy bằng trái tim hay là suy tính hay là suy nghĩ bằng trí óc về sản phẩm, tức là cảm tính và lý tính của sản phẩm, của tính cách thương hiệu. Đặc biệt là cái điểm này quan trọng này, các cái hoạt động quảng cáo ở trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tại sao gọi là đại chúng? Các bạn biết là có bốn loại truyền thông, là truyền thông cá nhân, tức là chúng ta tự nói với chúng ta, truyền thông liên cá nhân là chúng ta nói chuyện với nhau hai người, truyền thông nhóm, ví dụ như là hội những người thích nghề tổ chức sự kiện chẳng hạn, chúng ta tạo được một cái nhóm nói chuyện với nhau, và cuối cùng là nghề là truyền thông đại chúng. Thì khác biệt của truyền thông này và ba loại còn lại là gì? Truyền thông đại chúng được nhà nước bảo hộ và có tính pháp lý, còn các cái loại truyền thông kia không có tính pháp lý. Chính vì vậy khi các bạn phát ra một cái thông tin ở trên mạng mà giống như trên Facebook thì các bạn không phải chịu trách nhiệm pháp lý như là cái sự phát triển phát sóng của một cái chương trình truyền hình. Tức là lúc đó nó có tính pháp lý, có tính đại chúng và có tính bảo hộ bởi nhà nước và pháp luật. Các bạn cẩn thận ở điểm này ha. Các cái phương tiện truyền thông đại chúng thì có tính một chiều mà thôi. Mặc dù ngày nay
cái sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như là mọi thứ đã làm cho cái sự tương tác nhiều chiều hơn giữa tòa soạn với lại khách hàng, người đọc, giữa người đọc người đọc, giữa người đọc với tác giả, giữa tác giả với tòa soạn, tất cả những cái đó tạo nên nhiều cái liên kết, nhưng nó vẫn có tính một chiều và có tính gián tiếp. Đặc biệt là khi chiếu hay là khi phát các cái TVC quảng cáo, hay là các cái phóng sự quảng cáo, hay là các cái chương trình PR đó, các cái phóng sự này nọ đó lên đó, thì chúng ta thấy là chúng ta tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà cái sự đo đếm được về mặt đo đếm về mặt đầu tư đó, đầu tư lên trên truyền hình rồi đó, là không có đo đếm được một cách chính xác. Tức là cái sự tiếp cận rất rộng, ví dụ như phát lên truyền hình VTV3 thì sự tiếp cận rất rộng nhưng mà cực kỳ đắt tiền, ví dụ một TVC là 300 triệu, nhưng mà chúng ta không có đo đếm được một cách chính xác là bao nhiêu người đang xem. Mặc dù chúng ta có cái thước đo rating, nhưng mà cái đó nó có tính tương đối, vì đó là sử dụng các cái phương pháp đo ngẫu nhiên theo phương pháp đo xã hội học. Đặc biệt là chúng ta không biết được chính xác là bao nhiêu người là khách hàng mục tiêu của chúng ta đang xem chương trình đó. Ví dụ như một cái sản phẩm là một sản phẩm ví dụ như băng vệ sinh, chúng ta chiếu cho một cái chương trình và có rất là nhiều người đàn ông xem, thì cái khả năng mà cái sản phẩm đó bán được cũng không nhiều. Tức là cái tính đo đếm chính xác được là không cao. Và đặc biệt là chúng ta tốn rất là nhiều tiền. Trong khi đó, tổ chức sự kiện sẽ làm được một câu chuyện là đo đếm được chính xác bao nhiêu người đang xem, đang coi, đang đến, đang sờ, đang nhìn thấy cái sản phẩm của chúng ta. Cái thứ hai á, là chúng ta biết được chính xác có bao nhiêu người là khách hàng mục tiêu của chúng ta đến với sản phẩm hay là thương hiệu của chúng ta. Đó là cái điểm khác biệt rất lớn. Và đặc biệt là chúng ta truyền tải được cái thông điệp một cách mạnh mẽ đến với khách hàng thông qua các sự kiện và các hoạt động của sự kiện. Chính vì vậy mà tổ chức sự kiện là tạo nên cái sự kết nối hai chiều, tạo nên một cái hiện tượng để cho công chúng, cho khách hàng mục tiêu tập trung nhìn thấy, để chúng ta tạo ra một cái hoạt động truyền thông có tính tương tác hai chiều. Đồng thời dựa trên cái sự kiện đó, chúng ta sẽ tạo nên được một cái chiến dịch marketing hoặc là một cái thông tin mang tính có tính thời sự. Ví dụ như là chúng ta sẽ dùng tin tức, dùng báo chí, dùng các phương tiện trên mạng, internet, Facebook để tạo ra cái hiện tượng kết hợp với lại cái hiện tượng mà chúng ta đang tạo nên tại cái sự kiện đó. Đó là lý do chúng ta phải tổ chức sự kiện. Xin cảm ơn các bạn.